mẹ Dậu lại được cử đi học một lớp múa. Đi học là phải trừ 50% bồi dưỡng, nhưng vẫn quyết tâm đi học. Nhưng mà chỉ có một cái vương vấn là đã thích thích thầy á, mình yêu. Dạ. Chứ còn anh ấy thì lại không, chắc là lúc ấy chả nghĩ mình đâu. Bố phải nói thiệt là lúc đó là bố đã để ý mẹ chưa? Xin nói một câu xanh rờn là chưa. 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 Sau khi mẹ sinh được một người con gái đó, 2-3 năm sau mắc bệnh u xơ tử cung á con. Yeah. Cho nên là phải phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật là bác sĩ cũng hỏi bố là như thế này thì còn muốn để cho mẹ sanh không? Thì bố nói là sợ mẹ không có đủ sức để mà sanh tiếp được nữa. Bác sĩ cứ cứu vợ em chứ không cần phải em sanh nữa. Quyền Linh và Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Cốt Xuất Heo, một sản phẩm của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng chương trình. Trong mỗi chúng ta ai cũng muốn mình hạnh phúc trọn đời, muốn chúng ta có những cái câu chuyện, những cái mối tình trăm năm như thế. Đó là một trong những cái hạnh phúc của lứa đôi mà ai cũng thích và ai cũng mong muốn quý vị. Hôm nay hy vọng rằng chúng tôi sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện nó thật là cảm động, thật là hạnh phúc của một cặp đôi nào đây. Đó là thầy giáo ưu tú Mạnh Dung 82 tuổi và nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu 77 tuổi. Họ cộng lại là 159 tuổi quý vị. Họ đã kết hôn 54 năm. Tuyệt vời. Chỉ làm còn nôn quá thôi, mình ra mình mời thầy với cô vào ha. Con mời thầy cô ạ. Dạ, con chào thầy. Xin chào thầy, chào cô. Xin chào hai người đẹp của chương trình. Dạ. Con mời bố với mẹ vào ngôi nhà của Tình Trăm Năm ạ. Dạ, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn con. Thật ra thì câu chuyện tình của bố mẹ con cũng biết một nhiều thứ ha. Nhưng hôm nay muốn kể lại cho khán giả nghe nó kỹ hơn để biết đâu qua những câu chuyện của bố mẹ đó, mọi người sẽ học thêm, có kinh nghiệm hơn để người ta bảo vệ cái mối tình, chăm sóc cái mối tình nó trọn vẹn cả trăm năm như vậy. Yeah. Thôi thì bây giờ con nhờ là bố với lại mẹ là mình kể lại về cái ngày đầu tiên mà mình gặp nhau đi. Dạ. Nó mấy mươi năm rồi đó, con không biết là bố mẹ còn nhớ không? Mẹ với ba xuất phát là gặp nhau trong một cái lớp học cải lương năm 1957. Dạ. Học sau 6 tháng thôi là đã được ra diễn rồi. Cho nên rằng là trong quá trình năm 58 thì vì là hồi đó là ăn chung, ngủ chung hết ở đó mấy năm rồi. Ui, cái vụ ngủ chung đó là sao? đừng có hiểu lầm chuyện này, trời ơi. Cái chuyện này là phải nói dành ra một chút. Là bởi vì bây giờ cái từ ngủ chung người ta sẽ hiểu lầm lắm. Dạ. Mà thời kỳ đó khác, thời kỳ này khác. Chắc là ngủ chung nghỉ ngơi gian phòng hay gì đó. Ngủ chung ngôi nhà. Hồi đó không có gian phòng cái gì đâu. Ở dạp hát á. À. Là vì hồi đó tập trung 28, 29 học sinh là được ở một cái dạp nhỏ nhỏ ở bên Gia Lâm. Ăn thì ăn chung. Dạ. Có chị nuôi. Nhưng ngủ chung là vì mẹ nói này, nữ mười mấy người á là ngủ chung ở bên cạnh cánh gà, là cứ ba người một cái chăn bông. Đó, dài đấy. Nhưng mà giữa sân khấu thì là ban phụ trách nằm. Dạ. Còn bên phải của cánh gà thì là nam, là ngủ chung cái gì đó. Nam đắp phân luồng, nữ ngủ chung. Đắp chăn bông nữa ha. Đúng rồi. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng là vậy đó. Cho đến hơn 2 năm, từ năm 57, 58 đến cuối năm 59 thì mẹ Dậu lại được cử đi học một lớp múa ở trường, gọi là trường múa hồi đó là ở Cầu Giấy. Thì đi học là phải trừ 50% bồi dưỡng, nhưng vẫn quyết tâm đi học. Nhưng mà chỉ có một cái vương vấn là đã thích thích thầy á. Cho nên là
không còn được diễn chung nữa, mà ở là phải ở từ thứ hai cho đến thứ bảy. Chiều thứ bảy là nôn nao, là cắt cơm, bơm xe, nghe thời tiết, lết đồng hồ để được chạy nhanh về rạp Chuông Vàng. Nhìn mặt bố, mẹ nói rất thật, nhớ lắm. Một tuần á, mà hồi đó là cũng 17, 18 tuổi rồi đó. Nhưng mà mình cứ cảm giác như là, tức là mình chỉ nôn nóng là mình muốn được gặp mặt cái người này thôi, chứ chưa hiểu đó là yêu. Ừ, chưa biết, nhưng mà là mình yêu. Dạ. Chứ còn anh ấy thì lại không, chắc là lúc ấy chả nghĩ mình đâu. Vậy thì bây giờ là bố phải nói thiệt là lúc đó là bố đã để ý mẹ chưa? Xin nói một câu xanh rờn là chưa. 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 Là bởi vì thì tất cả đều tập trung với một cái mục đích của bố là phải làm được nghề, phải ra diễn được. Hồi đó bố nhớ bố diễn cái vở gì đầu tiên mà khi mà kết hợp múa với mẹ đó? À, đó là khi mà mẹ đi học về thì đó là diễn cái vở của Mỹ Châu Trọng Thủy. Nhưng mà trước đó là diễn đầu tiên, đó là vở Bạch Xà Nương. Xong đến Mỹ Châu Trọng Thủy đó, thì mẹ đưa một số các cái động tác của múa dân gian, múa khèn, múa gì vào bắn cung. À, thì lại rất là phù hợp. Bố còn nhớ cái câu nào, một cái câu nào trong cái vở đó không? Hồi đó mà bắt đầu bố ấy mà rút cái dù ra một cái là tắc 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 tắc, xén một cái là bước ra sân khấu, một cái là ra đi gió mát trăng thanh, trở về mưa gió đùng đùng nổi lên. Sáng bố bước ra sân khấu, một cái đèn polo chiếu vào, xinh ơi là xinh mà đẹp. Mẹ đứng trong cái gà, nói thật nhá, mẹ đứng trong cái gà là như mẹ hớp hồn, là vì mẹ đóng vai, đóng bốn cô nữ biểu diễn cho là hoa lá của mùa xuân à. Mà bố là đóng vai chính, bố đứng trụ một cái này ngâm hai câu, ôi trời ơi, đứng cái rụng tim mình. Rồi thích bố đi, bố vừa gọi là từ hải nhá, không nhẹ lắm. Đúng rồi, không, bởi vì vũ đạo mà, vũ đạo bố tuyệt vời luôn á. Bố gọi là thị phạm khoái, tôi làm không được. Bố làm con thử điệu nào rồi. Bố làm một cái gì đó cho nó. Thì trước đây đó thì mà thường làm là những cái nhân vật kép, thư sinh, nói chung là làm rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ hầu như là một cái là mình cũng quên hết. Nhưng mà nhớ lại là diễn cái vai Từ Hải. Ừ, rồi Từ Hải sao bố? Ôi năm trong tay muôn vạn hùng binh, đã bao năm, đã bao năm chiến trận giao tranh, riêng giang sơn đó đây tung hoành, đó đây tung hoành. Hỡi ơi ba quân, dạ lòng ta đâu sẽ bốc cái cờ. Tướng quân ơi, tướng quân ơi, xa cơ thất thế để hận nghìn đời. Tướng quân ơi, chỉ vì tiếp đây mà chàng thất thủ. Tướng quân ơi, tức là lúc đó kiều từ đây là ngẫu hứng nhá. Ngẫu hứng hết. Không ngờ là dạ. Quyền Linh, trời ơi, xong một cái lớp này á, Từ Hải đứng chết đứng là con, là đèn polo chiếu vào thì mẹ dậu từ ở góc sân khấu này, mặc một bộ đồ trắng toát ra con, thắt cái khăn tang, đứng mới kêu tướng quân ơi. Mà hồi đó làm gì có echo, dạ. Bằng cái giọng thật của mình, tướng quân ơi, ngưng, tướng quân ơi, đến gục xuống dưới chân bố này, xa cơ một phút là văn kiều đó, để hận nhìn đời. Tức là ông nghe lúc mà mẹ lấy Từ Hải, tức là Kiều lấy Từ Hải, thì Từ Hải đón mẹ từ lầu xanh ra, mới cho mẹ lên một cái vị trí mà không thể ngờ được. Nhưng mà rồi mẹ lại, Từ Hải ơi, về quê đi đó kia, thôi đầu hàng đi, đầu hàng để mà được về quê của mẹ. Cho nên ông mới đầu hàng. Thôi được rồi, đó. Để cho tôi thở. Thương quá à. Thật ra đó,
Quyền Linh muốn kích bố ra bố diễn như thế. Còn nghiệp bố biết là không có sức khỏe nhưng mà này rất là sợ luôn á. Đúng rồi. Dạ. Cái máu trong người nó vẫn chảy trong huyết mạch của những người nghệ sĩ này. Ngoài cái chuyện tình yêu lứa đôi ra còn cái tình yêu nghề nữa. Một nhà giáo ưu tú thế này, 80 mấy tuổi còn diễn hơn gì đó nha. Linh muốn là còn diễn nhiều hơn nữa mà sức khỏe bố có hạn. Mẹ, rồi lúc đó là mẹ làm cách nào để mẹ phát tín hiệu cho bố biết là mẹ thích bố? Rất nhiều tín hiệu, nhưng mà bố thì vô tư lắm. Ví dụ ăn uống thì thỉnh thoảng thấy bố đến ăn cơm cứ 6 người mâm, mình giả vờ mình lấy cái nọ cái kia để xem là bố có em ăn đi hay gì. Không hề. Thế rồi đến đi học múa, mà đến như mẹ vừa rồi mẹ nói đấy, thứ bảy về á, chả nhớ đến bố mẹ, chả nhớ bạn bè, chỉ muốn là nhìn xem, nhìn mặt bố và xem bố đang làm gì. Thì đi xe đạp từ Cầu Giấy về nhá, Hammer đến cửa rạp Chuông Vàng, bê xe đạp lên để cái chạy ngay vào đứng cửa nhìn. Thì bao giờ cũng nhìn lên sân khấu, thường là bố hay ngồi giữa sân khấu đàn guitar, đàn giỏi lắm, bố đàn được guitar này rồi đàn kìm này, ô hồi đó học cả kéo cò nữa cho nên là nhiều tài. Phải đứng sững thấy bố, đúng là con mình bố thôi, nhưng mà chẳng lẽ mình đến mình hỏi thế. Suy nghĩ một lúc mới giả vờ như là lên lầu, là lên lầu nó có cái văn phòng đấy, bước lên đi cộp 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 bước mà bà cứ bước, nền ở bên cái cầu thang rồi đợt bà làm biết không, ta gỗ đùa cộp 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 nghề chú ý bố cũng không chú ý. Mẹ mới ngó là vì này lên đến lầu nó có cái hàng ghế hai bên đó, ngó xem là chàng có thấy ai đi không, vẫn cứ đánh đàn. Mình đứng suy nghĩ một lúc, chả nhẽ lại chạy đến hỏi anh cho kia cô lấy em đi không, cộp 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 cộp, xong lại giả vờ cái xe đạp này này cái, xong liếc liếc lên anh có để ý, chả để ý. Nhà mẹ ngượng lắm, cái lúc đó thôi phải về. Chứ chả nhẽ lại chạy lên hỏi anh ơi, anh làm gì à, vô duyên thì đang đánh đàn đấy mà không nghĩ ra được. Bây giờ nói thế này, có lẽ tình yêu của cái lứa tuổi của các bố các mẹ ngày xưa là nó khác bây giờ, nó thầm kín lắm. Đâu có thầm kín, ta đi guốc rầm rầm vậy, người ta phát tín hiệu rầm rầm vậy luôn, ta lộ lộ luôn mà bố không thấy gì hết. Đấy là chẳng qua là không có người họ muốn tín hiệu cho riêng mình thôi. Nhưng mà khi tổ chức biết được thì đúng là lúc là bố bị kỷ luật. Ủa sao bố chưa yêu mà sao bị kỷ luật? Không, đây là nói cho biết rằng là khi đã yêu rồi dạ, thì chính bố lại là người bị kỷ luật. Phải nói thực là khi mà mẹ để ý bố thì bố không chưa. Rồi chừng nào bố mới biết được? 5-6 tháng hay 1 năm, 2 năm? 2-3 năm sau. 3 năm phát biết bao nhiêu tín hiệu? Gãy không biết bao nhiêu cái guốc. Gãy lũng không biết bao nhiêu cái bậc tam cấp. Đúng rồi. Trời ơi. Vậy mà người con trai Hà Nội ấy vẫn lầm lơ lạnh lùng lắm. Rồi lúc nào đó bố mới nhận ra cái tín hiệu đó? Là khi mà đã mẹ dậu đi học về, trong sự nghiệp phát triển, lúc bây giờ thì bố cũng thấy rằng mình đã đứng được trên sân khấu rồi. Và tuổi lúc đó cũng sấp xỉ từ 16 đi học, 18, 19, 20 rồi. 20? 20 rồi, thì trở lên rồi. Thì mình cũng nghĩ rằng là 4-5 năm mình học nghề mà mình ra mình đứng được, khán giả cũng yêu mến lắm. Thì mình nghĩ thôi bây giờ cũng phải có một cái người yêu đương. Thì bố mẹ cũng cứ hay nhắc, bố mẹ có vậy. Thế thì bố bắt đầu bố vô thấy bố chú ý thì tới mẹ. Chú ý ở tới này là một người con dòng dõi của nghề. Bố mẹ của mẹ dậu á là hoàn toàn trong gia đình đi theo nghề này. Rồi bây giờ tụi con vẫn thắc mắc cái chỗ là lúc mà nắm tay lần đầu tiên đó. Bên đây run run rồi bố cảm giác làm sao? Rồi cái nụ hôn đầu tiên đặt ngay lúc nắm tay hay là chờ đợi, nó có khó khăn gì không? Lúc đó nắm tay thấy có cảm giác gì không? Hay là nắm tay nhiều cô trong đoàn quá rồi lúc đó cũng... Không, đừng, đó không có đâu. Không được nắm tay ai hết hả? Không có, không. Thì bố mới nói là bố bị kỷ luật là vì vậy mà. Chưa có được hôn cái nào đã bị kỷ luật rồi. Gì kỳ vậy? Tức là mới có nắm tay thôi đó hả? Cho nên nói như thế để các con hiểu được. Là hồi đó có một cái nội quy là vào đoàn không được yêu nhau hẳn như thế. Thế mới họp lại. Ủa nhưng mà ai thấy cái ai chụp hình được cái nắm tay đó mà kỷ luật? Cũng là bạn bè ấy, đi thọc lại với lại họp bất yêu không được. Mét mà hai con biết không, đứng lên họp á, tức là mấy thầy nói mấy bác ấy mà là nội quy như thế này mà đã có hiện tượng
nắm tay, rồi thầy nhờ cái ông đó rú một cái thơ là tan hôm này đi chơi thì sướng quá còn gì nữa. Vì vậy mới họp bất thường đưa ra, mẹ đứng lên mẹ khóc: con xin hứa từ nay con không có dám yêu anh Mạnh Dương nữa. Thế xong rồi thầy bướng lắm, thầy làm vai chính mà à. Việc gì mà khóc, không có gì mà khóc. Vì thế cho nên mới quyết định là hạ từ vai chính 6 tháng, em Dung phải đi làm đề co, đi làm hậu đài á, đi làm hậu đài 6 tháng đầy sương đầy nắng cho những người khác làm thay vai chính, để cho mà biết cái tật là dám láo mà cãi vậy đấy. Rồi sau này trả lời các con nắm tay vào lúc nào, rồi tâm thế như thế nào, quả tim đập ra làm sao, trả lời các con sau. Nhưng mà nói để nói cái đoạn này trước, rồi nó mới có những cái đoạn sau, bởi vì lúc đó nó sẽ bù đắp lại cái ta bị kỷ luật và lúc giờ ta sẽ yêu như thế nào. Bắn liệt hơn lắm. Lúc đó chưa hôn được đó, để sao kỷ luật xong đi hôn gấp 100 lần luôn. Bản lĩnh ông nằm ở đó đó, đúng không? Chính điều đó mà ngày giàu yêu bố Dung nhiều hơn. Bởi vì nếu lúc đó không đứng ngồi im á, ôi sợ luôn, không cho đóng mà sợ này kia ngồi im luôn, thì cái tình yêu chưa chắc đến ngày hôm nay nha. Mấy chục năm từ yêu rồi đến lấy rồi đi sống chung với nhau, có con rồi cho đến bây giờ nữa, nói thật là vừa là tình nghĩa anh em rồi đồng nghiệp đồng chí mà mấy chục năm không hề nói riêng với mẹ là không hề phai nhạt, thật lòng mà nói như thế. Bây giờ từ lúc yêu nhau đến bao lâu mà đến đám cưới với nhau? Tất cả từ khi yêu cho tới khi cưới là 57 đến 67 mới chính thức tổ chức. 6 năm hơn mới cưới. Rồi 6 năm nay 10 năm thì cái nào đúng? Không, 5 năm 7 nhá. À. Thì 58 năm 9 rồi đến là chính thức là yêu là từ 60 đến 67 mới được cưới. Cho nên đến khi mà cưới rồi nó cũng có một cái tình cảm gì nó. Cái đêm tân hôn nó cũng có cái gì đó nó mới mẻ và nó thật lòng mà nói đấy. 10 năm mà. Thiệt lòng. Vậy thì cái đêm tân hôn đó nó mãnh liệt lắm, đưa qua bên kia liền. Đúng rồi, đưa đi, đưa qua đây đi để hôm nay cản nữa. Hai thầy trò nói chuyện với nhau, thầy trò cũng nói chuyện nhiều rồi, hôm nay nói những cái bí mật hơn nữa. Nhưng mà anh đưa tôi đi đâu? Đi vào một cái bar uống cà phê thôi. À, thế, à? thế em ngồi đây nhá. Xin phép. Vậy thằng con nó dẫn đi đâu bây giờ đây? Đi qua đây, qua đây. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà, trẻ chống ho cảm dùng ngay Ít Nhi. Đây cái menu tình trăm năm gồm có những cái thức uống sau đây: trở lại thanh xuân, trăm năm hạnh phúc, ngày ấy và nay, tuổi mộng xứ hoa, mực tím, tình khúc vàng. Cô uống món nào? Bây giờ bố phải trở lại tuổi thanh xuân hả? Trở lại thanh xuân rồi. Đây con mời bố uống cái thức uống trở lại thanh xuân. Có lẽ dùng cái nước này mình sẽ trẻ lại, mình sẽ trở lại những ký ức ngày xưa. Con mời bố. Đây, bố cảm ơn con. Trở lại thanh xuân, uống đi bố. Tình yêu mãnh liệt của bố với mẹ đó, nó dữ dội lắm. Nó băng qua bao nhiêu cái khó khăn mà có đôi khi người ta quỷ định quỷ diệt luôn tình yêu đó. Thì hỏi thật bố nha, lấy nhau nguyên cái thời gian lấy nhau đó, có con có cái, bố có nhớ cô nào để ý bố và bố có một lần nữa say nắng một ai không? Cái thời thanh niên đương nhiên, và lúc bố đứng ở trên sân khấu và đã có vị trí và được rất nhiều khán giả mến mộ, và đương nhiên thì cũng có rất nhiều các cô gái để chú ý tới bố. Nhưng mà sự thực tâm hồn bố biết họ, biết người ta để ý mình, nhưng mà bố không nghĩ tới. Biết thì biết như vậy. Không nghĩ tới luôn. Không. Biết thì biết và rất cảm ơn. Nhưng bởi vậy cho nên họ cả rất là trân trọng. Chắc chắn là bố rất là vững, bởi vì bố đã xác định là yêu mẹ từ những ngày đầu tiên gian khổ. Vậy thì bố có thấy mẹ, có bao giờ bố ghen với mẹ về một chàng trai nào không? À, cái đó thì đương nhiên là có. Có hả? Và cái này phải nói tâm sự thật là trong quá trình yêu nhau thì có ghen. Ghen là vì gì? Ghen là thế này, là bởi vì các bạn ấy cũng muốn đến với lại người mình tìm hiểu. Thì đương nhiên trong cái lứa tuổi thanh niên đó,
mà mình không ghen thì mình nói yêu để làm cái gì? Có đúng không? Nhưng khi mà mình biết được ra và người vợ của mình và đã đến với mình bằng một cách còn quyền tự do của người nam đó, người ta yêu vợ mình đến đâu và có cảm tình đến đâu, cái người mà người ta muốn yêu đó là quyền của họ, thì để trả lời con là nói bảo không ghen không đúng, có chứ. Nhưng cái ghen của bố nó ở một mức độ xác định cho đúng. Trong những lúc tranh luận đó, bố nhường mẹ hay là mẹ nhường bố? Chắc này chắc không nhường rồi. Không, phải nói thẳng rằng là cái chuyện nhường là thế này. Tranh luận để đi đến một vấn đề, nhất là trong nghệ thuật và trong tình yêu cũng vậy, trong cuộc sống cũng vậy, đều phải dẫn đến một cái đỉnh điểm cao trào. À, thì lúc đó riêng bản thân bố sẽ biết được rằng ta nên dừng lúc này để lúc khác ta lại tiếp tục câu chuyện hay không. Tức là tùy theo tình huống mà nhường hay không nhường, đúng không? Đúng. À. Bởi vì có khi mình cần phải nói lên tất cả những gì để đảm bảo cái cuộc sống hạnh phúc. Thế thì mình phải biết cái lúc nào cứ để cho nàng nói đi. Bây giờ bố nói là bố vẫn khẳng định là bố không có một bóng hồng nào hết. Vậy thì con sẽ không hỏi mẹ là mẹ có ghen hay không, nhưng con hỏi là mẹ có lo lắng hay không? Lo lắng? Có nhiều. Mẹ có nhiều là vì thế này. Xuất phát cái là mẹ yêu bố. Dạ. Yêu rồi đến đạt được cái tình yêu rồi thì phải nói rằng bố cũng đối xử với mẹ thì phải dùng cái từ là tuyệt vời. À, nhưng trong cuộc sống thì cũng có người ta để ý bố chứ. Trước khi cưới là bố cũng có mấy cô đấy. Dạ. Để ý đấy, để ý ra mặt á. Tức là trong thời gian yêu nhau á hả? Ờ, là cùng diễn chung rồi. Dạ. Thì là, bố cũng quý quý cứ là nhận là em thôi. Nhưng mẹ biết là cái người đó cũng có vẻ thích bố. Dạ. Thì lúc đó là mẹ cũng lo lắng. Thế đến khi mà đã lấy được rồi thì phải nói rằng cái ghen đó nó lại còn sâu đậm hơn nữa. Dạ. Mẹ biết cái đó là xấu. Dạ. Ờ, là vì bố làm vai chính mà bố cũng đẹp trai như thế thì dạ, ngoài ra cũng vẫn có người ta theo, mặc dù người ta biết là bố có vợ. Đó. Thì mẹ cũng có ghen và có những cái ghen. Nhưng mà có nói với bố không? Có nói về những cái lo lắng có cho bố nghe không? Rồi lúc đó bố an ủi mẹ như thế nào? Bố không có. Đừng có, nếu mà thế thì không được. Ví dụ đóng chung với nhau thì phải có những cái tình cảm mà sao em cứ thế, em thế này thì bỏ nghề mất. Bây giờ đến tuổi này thì mẹ thấy dở quá, mẹ dở. Cái lo lắng của mẹ là thừa. Mẹ thấy thì khi mà bố với mẹ lấy nhau xong á, đám cưới xong là bao lâu thì có con? 3 năm xong. Còn 3 năm lận rồi. Sao lâu, sao trễ vậy mà? Có phải là do mình đi diễn nhiều quá? Đúng, mình không có thời gian. 100%. Mẹ chẳng có được tuần trăng mật đâu. Chẳng có được nghỉ ngơi gì. Mẹ cũng muốn có con lắm, qua 1 năm rồi. Không có được cũng lo. Cái 2 năm, mãi đến năm thứ 3 mới động được. Bố mẹ là có mấy người con? Có 1 người con gái đó. À, có. Là vì thế này, sau khi mẹ sinh được 1 người con gái đó thì vẫn cái guồng máy như thế. Sau đó thì 2-3 năm sau là tự nhiên là mắc bệnh. Bệnh u xơ tử cung á con. Dạ. Cho nên là phải phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật là bác sĩ cũng hỏi bố là như thế này thì còn muốn để cho mẹ sanh không? Thì bố nói là sợ mẹ không có đủ sức để mà sanh tiếp được nữa. Bác sĩ cứ cứu vợ em chứ không cần phải em sanh nữa. Lúc đó là mẹ suy sụp không? Buồn. Buồn. Buồn lắm, nhưng mà thôi phải chịu thôi. Là do mình hết à. Nghề, yêu nghề quá. Lúc mà còn sanh nở được còn thì cứ nghĩ đóng góp mới làm vai, được làm vai chính. Bố là người Bắc. Mà người miền Bắc thì lại rất là trọng cái việc là phải có con trai nói giỏi. Mà con thấy người ngày xưa là gia đình nào cũng vậy hết trơn, không có phân biệt Bắc với Nam đâu. Bố với mẹ lại không có con trai mà chỉ có một cô con gái thôi. Vậy thì con nghĩ là lúc đó là chắc bố cũng phải đấu tranh với gia đình vì mẹ nhiều lắm á. Đúng đấy. Mà chỉ Lan nói cái điều này là rất là chính xác. Chính bây giờ càng ngày càng lớn tuổi, mẹ lại càng thương bố. Bố hy sinh nhiều lắm. Hy sinh những các cái
ở ngoài Bắc thì hầu như là bao giờ cũng thích con trai. Dạ. À, mà bây giờ mẹ là không đẻ được con trai, không đẻ được nữa. Mọi cái suy nghĩ hoặc mọi cái quan tâm của bố đối với mẹ thì phải nói là mẹ rất là mãn nguyện, mà thấy là tuyệt vời, mẹ đã chọn được đúng người. Cho nên là mẹ thương bố, thiệt thòi cho bố. Con thấy là bố bảo vệ mẹ ba lần. Lần đầu tiên là khi mà mẹ khóc. Lúc mà lần đầu tiên ở trong đoàn hát biết là bố với mẹ nắm tay nhau, có tình cảm với nhau, thì bố một lần đứng lên bảo vệ mẹ và bảo vệ tình yêu của bố với mẹ bằng cái câu nói là việc gì phải khóc, không gì phải sợ hết. Lần thứ hai là bố bảo vệ mẹ vì khi mà mẹ bị bệnh là bố nói với bác sĩ là phải cứu mẹ. Đúng rồi. Lần thứ ba là bảo vệ vì chuyện con trai và con gái. Thì con thấy tất cả những cái điều đó mà bố làm cho mẹ, cho nên là sau này trong cuộc sống nếu có những cái lúc mà bố mẹ giận hờn nhau thì chắc chắn là mẹ nghĩ đến những cái điều đó mà mẹ bỏ qua hết. Rất đúng, Ngọc Lan nói rất là đúng tâm lý mẹ và chuyện có thật. Vậy thì bây giờ con sẽ mời bố về. Hỏi mời hả? Nhưng mà bây giờ thì bố Quyền Linh vừa rồi đưa bố đi một nơi khác. Thế bố hỏi con ở đây mẹ dậu có nói xấu gì ba không? Mẹ rất là thương bố và rất là biết ơn vì những gì mà bố đã làm cho mẹ. Bố đã bảo vệ mẹ trong suốt mấy mươi năm qua. Cho bố với mẹ xin phép thế này. Nhân cơ hội này để thì cái chương trình cũng rất may mắn được tham gia. Bố nhân cơ hội này tặng mẹ một cái món quà đặc biệt luôn. Vâng. Và để kỷ niệm cái năm tới. Hay quá. Thế thì để cho phép được, coi như là mẹ đứng đây để tôi đi lấy cái này một cái. Chứ phải hôn lại nụ hôn đầu không, tiên. Không. Nước hoa. Ôi trời ơi. Ngọt ngào quá. Vì sao? Là vì thế này. Vì từ xưa tới giờ, cái khi mà còn gian khổ nhất mà người ta gọi dầu thơm nước hoa ngoài mình ấy, là mẹ các con rất thích rồi. Từ cái khi bước hiếm chân vào nghề hiếm lắm, đắt lắm. Thì khi mà bố yêu mẹ cho đến nghĩa là khi các em của mẹ đi Pháp rồi đi được giao lưu các nước đều tặng cái này mà mẹ con rất thích. Để trở lại cái kỷ niệm của xa xưa và thương yêu nhất là bà thích cái này. Nếu con bảo rằng là thì bố muốn dành một nụ hôn thì bố sẽ hôn, có thế thôi. Nếu các con yêu cầu. Yêu cầu luôn, hôn à, chuột vội không, như ngày xưa. Không, không. Mẹ xin đỡ lời hai con. Mẹ xin một câu thôi à. Cho đến bây giờ là mẹ rất là thương, yêu, quý trọng bố. Bố dành rất nhiều tình cảm cho mẹ. Nhưng hôm nay mẹ muốn có cái lời cảm ơn bố bằng một hành động mà chắc là bố thích lắm, còn hơn tất cả mọi các cái quà khác. Đó là ba cho mẹ hôn ba. Ôi. Hay lời cảm ơn đó, mẹ. Các con có khi là mắc cười nhỉ? Không. Mắc cười là bố mẹ con bày tỏ tình cảm trước bạn bè. Yêu lắm mẹ, yêu mẹ lắm. Chưa bao giờ nói với bố mà có khi bố cũng không thấy được cái tình cảm của mẹ đâu. Bố đỡ lời thế này. Mẹ cảm ơn nụ bố. Nụ hôn của bố, mẹ hôn bố của 65 năm. Và tại làm sao bố mẹ ngần này tuổi đầu già rồi nhưng cũng không đến nỗi lạc hậu lắm. Bởi vì thực sự là thời đại bây giờ khác với thời đại của bố mẹ. Nhưng không vì lẽ thế để mà những người già như bố mẹ không tiếp cận được với cuộc sống hiện đại, những thực tế của xã hội, của cuộc sống ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai con. Nghĩa là coi bố mẹ cũng như là những người mà các con đặt vào niềm tin của những người đi trước. Hôn chuột cái đi. Hôn chuột. Dạ vâng. Đẹp quá Lan hả? Rất là đẹp và con rất là xúc động với những hình ảnh này, rất là xúc động với những cái tình cảm mà của bố mẹ dành cho nhau trong suốt cả 65 năm rồi. Nên là con thấy ai mà hạnh phúc là con rất là hạnh phúc.
mà con hay bị xúc động về những cái đó. Hôm nay thì bố đã tặng một cái món quà bí mật dành cho mẹ rồi, thì bản thân con cũng thay mặt cho chương trình gửi một cái món quà cực kỳ bí mật luôn dành tặng cho bố với mẹ. Ồ, bố với mẹ cứ việc ngồi xuống đó đi, đợi con nha. À, bố mẹ hãy xem ai đây. Đúng là cảm ơn các mẹ. Con mẹ không ngờ đấy, cảm ơn Quỳnh Linh với Lan nhé. À, cái này thì thật là bất ngờ, bất ngờ thực sự ở trong tự đáy lòng và trong tâm thế, làm gì còn biết được câu chuyện này đâu. Và cho định tâm một tí. Ủa, con đã đến đây trước ba mẹ nữa. Nhà đoàn xin cảm ơn ban biên tập của chương trình cũng như là anh Quỳnh Linh và Ngọc Lan đã cho mình một cái dịp để bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ. Con có nghe vang vang ngoài kia cười to quá, cười rất giòn giã. Và cũng có nghe trích đoạn Từ Hải chết đứng đó, đúng không ạ? Đấy, chính cái trích đoạn đó đã làm nên tên tuổi của ba, nhưng mà cũng làm cho ba mất giọng. Và từ đó thì ba không có làm kép được nữa và ba làm vai lão. Em cảm ơn Quỳnh Linh, cảm ơn Ngọc Lan nhé. Cảm ơn tất cả gia đình chương trình Tình Trăm Năm của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình này. Cảm ơn câu chuyện tình yêu tình trăm năm của bố mẹ. Cảm ơn gia đình đã đem đến những hạnh phúc rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Nó thật sự là dấu ấn, là những cái thanh xuân của tất cả nhiều người, những giọt nước mắt hạnh phúc như Ngọc Lan vừa mới rơi xuống. Nó sẽ là một động lực để người ta có thể nhường nhịn nhau, có thể hy sinh lẫn nhau để có những cái mối tình trăm năm như thế này. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế. Cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn gia đình đã tiếp thêm năng lượng cho những cặp tình nhân đã yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau sẽ có những mối tình trăm năm như thế. Tuyệt vời làm sao. Và bây giờ chương trình cũng sẽ có một món quà nho nhỏ gửi tặng thêm cho bố mẹ nữa. Đây là Alabio vừa qua nỗi sợ đái tháo đường, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Cảm ơn bố mẹ rất là nhiều vì câu chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng với chúng tôi từ 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Quốc Việt Food đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Thank you.